các bạn thân mến, chắc hẳn trong các bạn ai cũng một lần nghe qua một cái ứng dụng mua hàng online, và đặc biệt ở đây là Lazada. Thì đây là một trang chủ của Lazada, gồm những tính năng bỏ giỏ hàng, tài khoản cũng như là nhiều thiết bị, sản phẩm khác nhau mà các bạn có thể mua hàng được. Thì đặc biệt là vào những cái mùa cao điểm á, Lazada thường xuyên có những chương trình sale, do đó là cái lượng khách hàng cũng như là lượng số lượng đơn hàng rất là đông, rất là khủng. Và làm sao để Lazada có thể vận hành được các đơn hàng đó và đến tay khách hàng một cách hiệu quả nhất, thì mình sẽ tiết lộ các bạn một bí mật. Đó là Lazada đã từng bảo rằng là họ đã có một cái trung tâm phân luồng hàng hóa tự động khác nhau dựa trên mã barcode, để mà có thể phân luồng sản phẩm theo cân nặng nè, size và cũng như là địa chỉ của khách hàng. Thì trên một cái hộp sản phẩm của Lazada thường là sẽ có một cái dán ở đây, và nó sẽ có mã barcode, thì nó sẽ được đưa đến một cái hệ thống tự động và chạy đơn hàng như thế này. Thì sau đó sẽ có một cái máy quét mã barcode đó, và từ đó sẽ phân luồng các sản phẩm đến từng các địa chỉ, khu vực địa chỉ khác nhau, để đảm bảo là đơn hàng có thể đến tay khách hàng một cách sớm nhất. Thì ngành học MIS của tụi mình chính là những con người đứng sau lưng của những hệ thống tự động đó. Tụi mình sẽ hỗ trợ phân tích những cái yêu cầu về hệ thống để tạo ra những cái mã barcode đó như thế nào, đồng thời tụi mình cũng sẽ giúp cho cái hệ thống có thể tự động hóa hoạt động công việc mà hạn chế số lượng công nhân nhất có thể, tiết kiệm được chi phí và hiệu quả cho cả công ty. Còn rất nhiều điều thú vị về ngành học MIS đang chờ đón các bạn. Hy vọng được gặp lại các bạn tại trường đại học Hoa Sen. Xin chào và hẹn gặp lại.